Xin chào mọi người. Với những mẫu câu này thì ba mẹ sẽ nói bằng tiếng Anh như thế nào? Mẹ có thể nhào nặn bột nặn ở trong tay nè. Mẹ có thể đập dẹp nó ra. Vậy thì với những mẫu câu này, trong video ngày hôm nay, Hương sẽ hướng dẫn mọi người cách để chúng ta nói bằng tiếng Anh. Mẫu câu, mẹ có thể làm cho bột nặn dẹp ra. Ba mẹ sẽ nói bằng tiếng Anh như thế nào? Đầu tiên chúng ta sẽ có động từ làm cho, đó là make. Make. Dẹp ra chúng ta sẽ có từ flat. Flat. Vậy thì mẫu câu, mẹ có thể khiến cho bột nặn dẹp ra, chúng ta sẽ nói là I can make my Play-Doh flat. I can make my Play-Doh flat.